Chi Dân bất ngờ tự tay làm rộ ảnh yêu đương với Lan Ngọc, cộng đồng mạng bóc trần sự thật phũ phàng. Chi Dân đăng tải loạt ảnh như công khai tình cảm với một cô gái có ngoại hình y hệt Lan Ngọc, cư dân mạng liền chỉ ra sự thật. Mới đây nhất, vào sáng 27 tháng 7, Chi Dân đã bất ngờ đăng một loạt ảnh dưới dạng clip chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ nắm tay đầy tình tứ với một người đẹp. Đáng nói, nam ca sĩ còn để mô tả với hình ba dấu son môi cùng nhạc đi kèm vô cùng tình cảm. Đặc biệt, từ trang phục, vóc dáng, kiểu tóc, khuôn mặt của cô gái trong loạt ảnh ngay lập tức bị cư dân mạng cho rằng quá giống với Lan Ngọc. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là động thái nhằm công khai của Chi Dân sau nhiều năm có tin đồn với ngọc nữ màn ảnh. Trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip so sánh hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc với cô gái xuất hiện trong hình ảnh của Chi Dân. Đáng nói, nhiều bình luận chỉ ra những chi tiết như hình xăm của Chi Dân và cho rằng đây là những hình ảnh đã được chụp từ lâu. Lâu rồi nhìn cái xăm là biết liền, thích cặp này mà hình như không còn quen. Thà cho Ninh Dương Lan Ngọc đi, 2018 rồi, người ta lên Facebook nói khéo rồi kìa, còn độc thân. Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc đã bị rộ tin đồn yêu nhau từ năm 2018 khi cả hai liên tục lộ rất nhiều bằng chứng yêu đương, hình ảnh mặc áo đôi, đi du lịch chung. Cho đến cuối năm 2020, Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc đã lộ nghi vấn cho thấy đường ai nấy đi. Cụ thể, Chi Dân lên tiếng xác nhận đang độc thân khi tham gia game show hẹn hò của Miu. Về phía Lan Ngọc, cô cũng liên tục thông báo là cô đơn và đang muốn tuyển gấu, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trong một sự kiện mới đây, khi bị phóng viên hỏi ép về Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân còn có ý né tránh và thậm chí khẳng định trước giờ cả hai vẫn là bạn. Anh với Ngọc lâu nay vẫn là bạn bè bình thường mà, từ đó tới giờ vẫn là bạn bè mà. Bây giờ mình có thể nói về vấn đề khác được không? Chi Dân không muốn nói đến Ninh Dương Lan Ngọc ở đây. Chính vì vậy mà động thái như ngầm quan hệ tình cảm của Chi Dân với một cô gái được khán giả khẳng định chắc nịch là Lan Ngọc khiến ai nấy không khỏi khó hiểu